Chú, này là chị Xuyên ở Nhật Bản gửi. Dạ. Dạ, gửi phát quà cho những cái cô chú mà khó khăn ngày Tết đó. Dạ. Chú nói với chị Xuyên cảm ơn. Dạ. Dạ. Bỏ vô bao giùm. Bỏ bao luôn. Bỏ hai bao gạo vô. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 28 âm lịch tháng 12 năm 2021. Thì đây là những ngày cận Tết, thì trước thềm năm mới như thế này thì cho buổi hồi xin gửi lời chúc sức khỏe cô bác quý anh chị, lời chào trân trọng nhất. Và phía sau lưng đây là những cái phần quà phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn vào những ngày cận Tết như thế này. Thì các phần quà như thế này được chị Xuyên hỗ trợ cho bà con ở ấp Hà, xã Tân Bình của mình, huyện Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp, để mà có một cái phần quà ăn Tết. Thì mỗi cái phần quà như thế này cô bác có những gì là gồm có mỗi phần quà như thế này gồm có 10 kg gạo đây, 10 kg gạo với lại hai kg đường với lại một bịch bột ngọt nhỏ với lại một chai dầu ăn với lại một chai nước tương. Các phần quà này thì sẽ phát cho các hoàn cảnh khó khăn ở trong quê hương của mình, là một cù lao nhỏ. Và chút xíu đây thì sẽ phát hết tất cả các phần này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho Bùi Hồ có thể cho bà con những cái phần quà ăn Tết. Chia sẻ thật với cô bác quý anh chị thì hôm qua thì mình có đi gặp một cái trường hợp, đó là các cô chú là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì khi mà ăn Tết thì để mà gói được cái bánh tét với số tiền là 400.000 đồng, thì các cô chú cũng không có tiền mà phải mượn tiền hoặc là đi xin nếp người ta. Thì đối với cái Tết của các người nghèo thì rất là khó khăn luôn cô bác quý anh chị. Thì gặp được những cái phần quà như thế này thì cô chú gì những ngày Tết cũng thấy ấm lòng hơn. Và thì chút xíu nữa đây thì mình sẽ quay cái cảnh phát quà cho cô bác quý anh chị xem nha. Rồi con, dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ 2 kg đường con. Dạ. Dạ cô mấy người? Dạ. Có 7 người lận con. Đông lắm. Dạ. Tết này mua đồ Tết đi con. Có tiền có bạc đi con. Vì bệnh hôm tháng tư mổ ruột thừa, mổ nang tùm lum cho người viện không có mặn được cái gì, không có tiền bạc cho con. Dạ. Khổ nè, bưng bao gạo để vô nhìn bác hai. Rồi. Rồi cảm ơn con. Dạ. Con. Dạ nhiều lắm. Dạ con lấy này giùm. Ta nhận đây gì? Bán cho ta đi chơi hả? Khổ tú lắm. Rồi. Dạ. Anh bán tiếp. Hai anh hai thứ rồi. Đây rồi. Anh lấy đủ hai phần chưa anh? Đồ đủ ha. Nè. Anh còn phần ở đó hả? Dạ rồi, anh cắt chui nha. Hai phần. Trời ơi. Nè anh ăn chút. Lấy giùm em nè. Rồi chú. Chú kinh đây luôn ha. Cái này đúng không? Dạ, dạ. Dạ, cái này một phần là nhiêu đó anh? Phần này. Cái này phần một hả? Dạ. Dạ, đây là một phần. Có 1 phần đó, 2 phần đó. Dạ. Tao lấy 2 phần không bạn? 2 phần. Bên anh 2 giấy phải không? 2 phần. Dạ. Dạ. Này 1 phần. Dạ, đặng á. Dạ. Anh đặng mới chỉ lên. Dạ cô. Cảm ơn nha con. Dạ dạ. Tết vui nha cô. Dạ. Dạ chú. Thôi thì không có. Thằng là nhiêu đó. Mấy phiếu chú? Hai phiếu. Là lấy 2 phần. Lấy này là gà mình xem. 2 phần chú đây. Một gạo. Dạ cô kinh một phần. Đây này con. Đây giấy nè con. Đây đây đưa con. Dạ. Dạ con cầm được không? Anh cầm nha.
Nè ôm ôm bao gạo đó ra ra cho. Thấy chúng này đi sáng mà. Đâu ôm ôm cho người cái tay bị tật. Cái hai phần này có chú đó, chưa rinh. Hả? Chưa rinh hả? Dạ chú. Dạ. Rinh hai bao luôn chú. Ở ngoài không phải kẹt dạ. Gì đây. Dạ. Dạ. Lấy đi chú. Dạ. Rinh nổi không? Dạ. Dạ anh. Dạ ghen giùm em đi anh. Lấy giùm dạ. Dạ dạ. À, lấy hai phần dạ, cho tôi đi dạ. Con. Dạ, chị lấy hai phần cho. Dạ. Đây nữa chị. Dạ. 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 Nè anh. Dạ anh. Ồ Tư hả? Khỏe không bà Tư? Khỏe khỏe. Hôm nay các con muốn bán được không bà Tư? Bán được đó. Dạ. Nay bà Tư đi cắt đó hả? Rồi. Cắt chưa? Chưa, lát không đi nữa. Bỏ. Dạ. Cắt được nhiêu tiền bà Tư? Tiền bữa được 100 có, 70-80 có, 100 mấy không chừng. Dạ là em rồi. Rồi. Wow. Dạ rồi để lên đây cô cậu bài hát bà Tư dạ cô sao mấy phiếu cô hai ghê cậu hai phiếu rồi đây 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 nhận chị mấy phiếu một phiếu nhận này chị nhận hết rồi dạ một phiếu này còn cô này hai phiếu rồi hai phiếu dạ đây hai phiếu đây cô bỏ bỏ vô bao giùm bỏ bao luôn bỏ hai bao gạo vô dạ. Lấy dưới đó lấy dưới luôn đi không bà bỏ vô đi một bao gạo phải không lấy dưới đó hai bao gạo sao xách nổi không chị được có chở xe đạp cậu dạ rồi khiên tiếp cho chị đi rồi để mình khiên cho à ê đi xe đạp chở này luôn để đâu để làm sao quá mà bây giờ chưa để mình kiếm cái dây cọc cậu dạ nè mấy phiếu anh hai phiếu hai dạ. Phiếu để chú Tư đưa mấy có phiếu thì bị chú Tư không biết ai đưa nhận giùm nữa được 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 đỡ con bình thường có phiếu lãnh dạ. Nè còn cái này nữa anh à, dạ để nè cân nhận phiếu này cân nhận đó, này đây, này thì đó đấy nhận đi nè con giữ cho nó anh này, anh này bên đây luôn anh dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh ăn tết như vậy đây con nhìn nổi không dạ con đi với ai con. À gì con hả à hai mấy phần kia rồi chị hai phần này luôn ha hai phần à, để cho gì vô ginh con ginh đó đó ờ à, con ginh đó đó dạ con ginh bọc đó thôi nói không dạ anh bao gạo dạ, dạ. Em cảm ơn gì bao gạo nữa đủ nha chị dạ mấy phiếu anh đây hai phần này nè dạ rồi chị cái nói chị ở chị đi bộ hả đi xe làm kia là ở đây dạ okay, đám cưới dạ anh ba phần gì ba phần đây 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 cô ơi hai, một phần ha đây nè cô một phần đây nè bà ơi dạ. Dạ. Dạ nấu không ơi chị dạ ô chị đủ rồi chú Tư ba phần á dạ, dạ, dạ con anh. Đây ô chị thấy quen quen à em trong cổng à dạ ở ngoài nhà nó à,
Cho nhà chi lon hả? Dạ. 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 Dạ rồi. Rồi cảm ơn nha anh. Dạ. 6 8 10 11 12, còn 12 phần nữa hết cô bác anh chị. Chút xíu nữa thì mình sẽ đem lên cho cô Duyên một phần như thế này luôn. Rồi, bây giờ tại cổ đám cưới nên thành nữ là kết thúc rất tại đây. Sẽ công bố cái số tiền ha. Thứ nhất là gạo là 650 kg, là 10.000 một ký là 6.500.000 đồng. Thứ hai là bột ngọt, 65 bịch là 30.000 một bịch là 1.950.000. 65 chai nước tương 5.500 đồng thì là 357.500 đồng. 65 chai dầu ăn là 29.500, là 1.917.500. Thì tổng ở đây là còn 130 kg đường, mỗi một bịch là 2 kg đường, thì 19.000 đồng một ký là 2.470.000. Tổng cộng với số tiền là 13.195.000. Đây là tổng số tiền phát quà cho đợt Tết này. Dạ cô bác quý anh chị, thì được sự hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản phát 65 phần quà cho xã mình. Thì trong đó thì có một phần thì dành cho cô Duyên, vì cô Duyên là ở một cái địa chỉ ở một cái nơi khác, nên thành thử ra là mình sẽ dành một cái phần này cho cô Duyên, để cho cô Duyên có cái món quà Tết như cô bác quý anh chị, cũng là gạo với lại nước tương, dầu ăn với lại đường với lại bột ngọt. Và hôm nay thì đến đây thăm gia đình của cô vào ngày Tết như thế này, cũng như là gửi quà cho cô. Bây giờ mình đi vô thăm nhà cô ha. Nghe nói là cô mới đi bán vé số về, rồi bán cũng khá là đắt. Ây da, em trở lên đây cho cô luôn, tại vì cô ấy mới đi bán về. Ây da. À, chú ơi. Dạ cô, chú này là chị Xuyên ở Nhật Bản gửi. Dạ, dạ gửi phát quà cho những cái cô chú mà khó khăn ngày Tết đó. Dạ. Chú nói với chị Xuyên cảm ơn. Dạ. Dạ. Thì ở đây mát hơn cô chú. Dạ. Mới về chưa lau nhà gì hết trơn chú. Không có sao. Điện rồi đi hết cô. Đi gọi nha. Điện là đi điện nhà nước rồi hết luôn ha. Dạ. Là mình không có xài ké nữa. Không còn đồng hồ đã là để ngoài kia ha. Đồng hồ để ngoài. Rồi. Đúng. Ở nhà thấy đẹp quá nè. Dạ. Mới tại mình ở hộ khẩu ở chỗ khác. Dạ. Nên phát ở trong ấp là dành lại một cái phần cho cô. Dạ. Dạ. Thì hôm trước con của cô có điện cho con. Dạ. Ồ có tủ lạnh hả cô? Tủ lạnh cho đó chú. Cho bày ấp á. Ông mua tủ mới, ông cho tủ này chưa có xài gì chứ. À, ông Bảy cho hả? Dạ. Ông Bảy là mà tổ là mắt đây nè. Được, trưởng ấp. Dạ, trưởng ấp. Dạ. Kêu nhà ngày hôm qua. Dạ. Mới mua mấy cái bút thì đợi tính lợi thằng Túc. Này gạo này còn nhiều nè. Dạ. Gạo này mua hay ta cho con? Dạ, cho. Ai cho chú? Qua đây mà chú kia đem lại cho 5 ký. Rồi cái chú Bảy chỗ Bắc nè. Ờ, trưởng đất, chỗ đất nè. Chỗ đất. Cho nó 10 ký. Dạ. Cái anh Lúc chú mua chú á. Dạ. Xin của ai dùm cho 10 kg nữa. Ồ vậy là mình khỏi tốn tiền gạo. Thấy bà con ở đây yêu thương nhau không cô? Bà đồng vui vẻ không cô? Mà bổ có đặng bà lợi bà bán cái gì lợi bà cũng ngang bà cho này chú. Bà Út nào? Bà Út nhà xéo nhà của anh Lúc đặng đó chú. Dạ. Út chồng bí á. À. Dạ. Bán bí bán đồ cho luôn ha. Dạ. Dạ. Mua cái như là 15.000 ký mà bổ có bán có 10.000. Ồ. Cho thêm. Trời ơi. Nhưng mình sống hiền là người ta thương à. Dạ. Chú. Thấy ở đây là nó khỏe hơn ở bên dạ. Đó không cô? Khỏe bên hơn, chợ mới nhiều không? Khỏe hơn chú. Con gái cực, con gái chạy bán vé số bên này bán không được. Dạ. Chú mua xe nó 1.2 triệu đó chú. À hôm trước mình gửi tiền cho cô. Dạ. Cô có dạ. Mua xe này, cô chú chạy về chở cô bán ha. Nay dạ. Bán được nhiêu tà chú? Có 101 à. Dạ, 101 tiền là được 110.000. Dạ, 101 là được 121.000 chú. 121.000. Dạ, 121. Ồ, vậy là vui ha. Dạ. Còn chú ở đây thấy vui không chú? Vui mà lại nó yên tĩnh, nó thoải mái. Dạ. Vui vẻ hơn hả bệnh. Ăn Tết năm nay so với Tết năm rồi sao? Tết năm nay dạ. So với Tết năm rồi, năm nay thấy đỡ đó chú. Năm nay là tôi thấy là ngon hơn các năm luôn. Chứ có năm nào mà tôi được có cái nồi thịt kho rượu đâu. Năm nay có nồi thịt kho rượu ha? Có, năm nay có. Kho chưa chú?
Chưa có mua nữa, mời đi bán một bữa nữa mới mua. Mới có nghỉ. Mua chắc nửa ký. Thấy cô nay cười vui ghê đó anh, anh nhớ dạ dạ phấn khởi vui vẻ lắm. Mình suy nghĩ cũng nhớ chú hoài, lâu lâu quá sao không thấy chú lên. Dạ con đi vòng vòng hoài ăn. Dạ. Thôi chắc là chú nhưng con cũng về. Thường gọi cho mấy người ở xóm hỏi cô dạ. Với chú sống sao rồi. Nhưng mà vậy là thấy khỏe hay cô? Chân cô hết đau chưa cô Duyên? Đi mà nó cũng còn thốn mà chú, nó cũng còn thốn. À, thốn mà đi chú bảo đẳng là con hướng dẫn cô đi sửa chân rồi đúng không? Cái lúc anh sửa hết rồi. À. Hết rồi mà đi nó cũng vẫn còn như bây giờ đi động nó còn thốn. Tết này con của cô chú có qua không? Nó qua chơi không? Chưa thấy nó về, mẹ nhà này hồi về là mà không biết sao chứ nhỏ à. Lớn thì cảnh nó cũng khổ băng chặt lắm. À, cái nó khổ em... như tụi mẹ nó là nhà cửa cũng ở đậu ở bạc vậy đó. Vậy là em nhỏ thì về. Dạ. Về nào về chú cho con hay chứ. Dạ. Dạ. Dạ về đây ở chung với cô chú là có nhà cửa là con thấy khỏe hơn là đi dạ. Đi ở đây mình làm thuê làm mướn thì cũng về cô thấy dễ hơn ở bên cô không? Dạ. Thấy cũng dễ chứ. Làm cỏ rồi cũng dễ đó con. Dạ. Mà cuộc sống ở đây cô thấy cái giá trị đồng tiền nó quý lắm. Chú, ở đây mướn mặn nó mắc hơn bển đó chú. Dạ. Yeah. Đây nha, mặn ngày 180, 160 có người chủ trả 200. Dạ. Yeah. Ừ. Nó có giá hơn bển. Ở bên kia nhiêu cô? Bên kia có 140 rồi chú. Ừ. 140. Mà cô thấy đồng tiền ở đây ví dụ như 10.000 ở đây mình có thể mình yeah. Sử dụng được mua cá mắm toàn được. Dạ. Yeah. Nhưng mà 10.000 mình qua chợ mới mình đâu mua được gì đâu. Không có mua được chứ ơi. Thôi chừng mua đó là mua đậu hũ ăn được chứ 10.000. Cô thấy như nhà của chị kế bên nè. Dạ. Cũng có cá mắm mình mua 5.000, 10.000 nè, mua gì mua có bán đâu toàn là cho không à. Cho không hả? Ừ. Ồ vậy là cô chú được mọi người thương quá hả? Nói chú qua mua xích qua đây nè chú. Qua mua là dạ. Chỉ cho không hả chú? Không lấy tiền. Không lấy tiền. Dạ. À. Cho không à. Có khi không qua, ngày không qua mua thành thân cũng bưng qua tới nhà cho nữa. Có bữa đó không biết chị cúng gì mà chỉ cho một dĩa gỏi thịt gà. Trời. Ôi. Dạ. Nghĩa là cô chú về đây thấy là ổn định mà lại hàng xóm tôi hòa đồng á. Dạ. Nên hôm nay ở đây thì cũng vui vẻ lắm. Ừ. Trên dưới thì cũng yên đẹp lắm. Mà cô chú thấy ở đây cũng không có cự lộn đâu kìa. Dạ. Không có ồn, không có cự lộn lạo ai. Nhà chú mua nền ở đây yên tĩnh đó chú. Vừa dạ. Bụng luôn chú. Dạ các chú Phước với chú Ban ở Canada đó. Dạ. Thì hỗ trợ chứ anh mà con may mắn là mình có được cái nền ở đây có cái nền sẵn nó cắt nó cũng đỡ chi phí ra. Dạ. Cũng nhờ chú với mấy chú mà mới có nhà ổn định mà hàng xóm ở đây cô chú thấy là dân ở đây hiền lắm. Dạ cũng đi qua lại cũng tới lui nói chuyện nó giảng đồ con chú Sáu với chú Bảy đồ đồ này nè. Cũng bạn già. Dạ. Có uống nước trà đâu chú? Không uống trà. Chú bà chị Năm đẳng á sách cãi với ba cái vú sữa là cho chị Năm lần kia. Dạ. Yeah. Trời cho anh ngoài luôn với chú Bảy này cũng vậy. Chú Bảy cũng vậy. Ông Bảy trưởng ấp hả? Không có gì cũng cho ăn hết. Chú ở đây nó khỏe không bệnh. Dạ. Sáng này 5 giờ hai đứa đi giờ này về có khi trễ giờ cũng 2 giờ hay giữ gì. Người ăn uống sao cô chú? Sáng nó cơm sớm ăn rồi cái bắt đầu đi về. Đi bán hết số rồi về nhà nấu cơm ăn luôn chứ không có ăn cơm bậy bạ gì được. Ăn thì tốn thêm chi phí nữa. Chi phí. Rồi đi đổ xăng đi rồi đi về là thấy cũng 20 rồi chú. Rồi cái xích 20 cái còn lại có 101.000. Cái về cái gì ăn gói ghém. Mà 100.000 cô ở đây ngày sử dụng cô chú nếu như mà có sẵn cái gạo với lại đồ ăn này cơ ngày cô chú sử dụng đâu có hơn 100.000 hả? Đâu dữ vậy? Có một bữa mua được có mấy chục ngàn cá nè. Đông chừng 20.000, 30.000 cá là một ngày không hết. Ở đây lợi cả đôi đường ha. Giờ thì con thấy là một là yên tĩnh nè. Hai là hàng xóm ở đây người ta hiền. Người ta dân quê mà, ở đây là dân quê. Nhà con gần với này cô chú biết chưa? Bữa đó hỏi thằng Bảy chỉ ra cái đường đi lại nhà chú rồi. Nhà con ở dưới chợ. Thằng Bảy á. Cái dạ. Hỏi thằng Bảy nhà của chú hộ chỗ nào thằng Bảy thế thằng Bảy nói thằng đó. Chỉ đường đó với nhóc nhà cho biết nhà nào. Hỏi đường đó đó. Dạ. Thằng Bảy mới chỉ. Dạ. Nói thêm chỉ vậy chứ con có dịp nào con mới lại nhà chú. Chưa lại.
con thấy bữa nay là chú ở đây là gương mặt hồng hào á, phong thủy tốt, chú nhờ sức chỉ luôn chú. Nhờ sức đó bây giờ nó rơm đỡ rồi mà hết hết thuốc hả chú? Hết rồi. Chú nữa chú cho thêm hộp nữa chú. Trời ơi phải con biết gì con cho để con coi còn không, con một đống nhiều lắm. Nó gom là nó gút nó gom mình biết gọn luôn. Cái cánh tay bên phải á chú, không biết làm sao mà nó nhức như cả cái chốt đâm vậy. Vậy là uống thêm thuốc khớp để chiều qua gì con coi con còn thuốc khớp con đưa cho chú. Có thuốc khớp giờ mổ không lấy. Mỗi không thuốc khớp thuốc ban rút viên á. À vậy hả? Ở đây không có, ở đây thuốc khớp thế mà nó ở trong tiệm thuốc quắc nó bán thuốc loại thuốc ăn nhộng á. Mỗi đi mỗi bóp chú ơi, bóp mà buông ra gọi hết thuốc cũng nhức. Nó cái kẻ này nè, cái đó bị khớp á. Ở đây cái bắt đầu nó lên tới đây cái chân này nó nhức với này nhức vô cùng à. Cái tay giò với tay này không có mà có làm như là như bị cái cá đâm vậy chú. Nhức như cá đâm. Mà ở đây gương mặt của chú hồng hào lại nhìn thấy dạ. Có sức sống không? Những ngôi nhà mà đẹp đồ là mình thoải mái lắm. Sống cái môi trường sống nó không có bị dơ chứ là khỏe. Có hôm nay có chiếc xe rồi chạy đồ nó mạnh ha. Có phương tiện đi rồi có nhà ở. Ngày tối ngủ thấy sao cô chú? Ngủ thấy khỏe chú. Tối ngủ thấy ở đây nó khác với những cái nơi khác nhiều ha. Đặc biệt cái Tết hôm nay nó khác mấy cái Tết năm rồi nhiều. Rồi chú mấy Tết năm trước không có chỗ ở chú ơi. Cái ghe thì nó lụp sụp. Rồi ở với ghe ăn Tết nữa nó hôi. Nó cực khổ lắm. Cánh không tiền nữa. Mấy năm trước còn không có tiền nữa. Vậy là năm nay đã cát đầy lợi rồi. Nhờ mua chiếc xe chú, một cái tiền lý số thì hỏi người ta nữa chú. Chiếc xe này cô mua đâu? Mua con có 7 năm. Con mà sao? Ông chú Bảy ông nói con của vợ nhỏ báo tao con riêng của bả. Bán rẻ luôn. Bán 1.2 triệu mà không có đủ 1.2 triệu. Có 1.1 triệu mà kèo vô bớt không bớt rồi ông Bảy nó thôi đi. Tao xuống gà cho nó 100.000 nè. Giống như là kêu bớt còn 1 triệu của chú. Cái chú nói không bớt được. Cái nói thôi giờ thôi chú ơi bớt tôi 100 đi còn 1.1 triệu. Đèn, nói... đèn rồi sáng đầy đủ không cô chú? Tối chú. Mắc đội đèn. Mắc mua cái đèn đội chú. Cái chú Bảy ông nói thôi tao bớt cho mẹ 100 tao xích tiền túi tao cho mẹ 100 trả. Dạ. Rồi bắt đầu 1.2 triệu. Các chú đồ, các chị, các cô đồ thấy cuộc sống của cô chú giờ thay đổi giờ thấy mừng dữ ha. Dạ. Rồi cái còn tiền mua chiếc xe hết anh chú. Rồi mua điện với dây điện á 400 mấy. Rồi cái hỏi tiền bán vé số rồi chú. Hỏi tiền ta hả? Hỏi vợ nó nhờ mẹ bà hỏi giùm. Nhiêu cô? 1 triệu. Dạ. Như là 100 vé thì nó 890 đó chú. Và 10 vé kia nó 89 ngàn. Máy dùm dùm cái đưa lãnh nhà bán rồi bà trả cho người ta để cái mùa. Đấy nhưng nữa con hỏi Mạnh Đường Quân xin ý kiến. Mạnh Đường Quân gửi cho cô trả cái số tiền đó đi cho cô chú làm vô. Dạ. Để nữa con thông tin sao. Bây giờ ngân hàng nó rút tiền rồi nó khó lắm. Dạ. Dạ. Con lên đây con muốn có được tiền hơn nữa. Ngọc Mạnh Đường Quân con cho cô chú hay nha. Dạ. Dạ. Chúc chú năm cũ bước qua năm mới dồi dào mà nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc mà chú. Con cảm ơn cô nhiều. Để chúc mấy chú ngoài nước ngoài, chúc con chúc mấy chú ngoài nước ngoài nha, ngoài Canada á. Còn mà, Canada rồi Mỹ luôn. Dạ, con dạ. Chúc mấy cô mấy chú ở ngoài Canada nha, bên Mỹ á, ngoài Mỹ á. Con chúc mấy cô mấy chú nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều thay mặt dạ. Các cô chú cảm ơn cô với chú nhiều luôn. Chúc dạ. Cô chú ăn Tết vui vẻ nha. Và đặc dạ. Biệt năm nay gạo thì đầy lu nè. Rồi có xe, có nhà, rồi đồ ăn thì mọi người họ cùng nhau chung tay nhau hỗ trợ. Thấy cái tình người nó ấm áp hơn ha. Dạ, thôi con chào cô chú ha. Dạ.